Xin chào, hôm nay mình sẽ làm lại món gà chay hầm đậu với khoai tây. Bây giờ đây là gà chay. Trước tiên mình sẽ sơ chế gà chay, mình sắc xéo xéo rồi mình để vô chảo mình chiên. Chiên với miếng gà nó săn lại. Bởi vì mình hầm ở trong nước đó thì mình sẽ chiên với miếng gà nó săn lại để mình hầm cho gà nó đừng có bị bở. Mặc dù là gà chay nó không có, cái này là cánh gà chay nha các bạn. Mặc dù là cánh gà chay nó không có dai nhưng mà nó cũng không có quá mềm. Vì vậy chúng ta sẽ sơ chế nó, chiên lên cho nó giòn. Rồi xong thì chúng ta sẽ hầm lại. Rồi và đây là rau củ. Ở đây mình có khoai tây. Ở đây mình có khoai tây, đậu nành tắt lấy vỏ, đậu nành tươi bỏ vỏ lấy hạt, và củ đỏ, hành lá. Đây là những nguyên liệu để mình hầm. Trong khi chờ đợi gà nó vàng thì mình đã sơ chế hết rau củ rồi. Cánh gà nó cũng nhanh vàng lắm. Hơi vàng một chút cũng được, tốt không sao. Nhìn cánh gà nó vàng hấp dẫn phải không các bạn? Khi cho mình hầm trong nước súp thì nó sẽ rất là ngon. Đây là một món chay cũng có thể gọi là hơi sang trọng cho người ăn chay. Bởi vì cánh gà chay nó cũng không có rẻ tiền đâu. Nên hôm nay mình sẽ hầm một món gà chay hầm đậu hạt, đậu nành tươi và khoai tây. Là một món chay rất là sang trọng. Bởi vì cánh gà mình hầm ở trong nước súp cho nên mình chiên hơi vàng một chút. Để khi mình hầm lên cánh gà nó dai, nó không bị bở. Thế này gà chay này nó không có giống như gà thật. Mình hầm lâu nó sẽ dễ bị bở. Cho nên chúng ta nên chiên cho nó hơi vàng một chút. Cánh gà vàng nó hầm nó sẽ rất là ngon. Là cánh gà của mình nó đã vàng tới. Mình lấy cánh gà ra. Và tiếp theo là mình sẽ khử rau củ. Mình sẽ khử khoai tây, củ đỏ với hành lá với đậu. Trước tiên cho hành lá vào. Mình lấy cái gốc của củ hành, của cây hành. Mình xào nó sẽ thơm hơn. Kế tiếp mình cho đậu hạt vô. Và đây là khoai tây. Củ đỏ mình cho sao đi, củ đỏ nó nhanh chín lắm. Rồi đây là những nguyên liệu mà mình sẽ hầm lên. Mình chỉ xào sơ thôi, mình không cần xào cho vàng quá. Sau đó mình sẽ bắt cái nồi lên. Và đây là nước dùng chay của mình. Rồi ở trong cái nước dùng chay này của mình thì nó có chất ngọt. Nhưng mà để bảo đảm cho nó vừa ăn, mình sẽ nêm nếm thêm một ít hạt nêm.
một chút bột ngọt. Một chút xíu đường. Rồi chúng ta đậy nắp hầm lại. Đợi cho khoai tây nước nó sôi lên. Rồi như vậy là cái nồi hầm của mình nó đã bắt đầu sôi. Khâu tiếp theo là mình cho củ đỏ vào. Vậy trong món hầm của mình ngày hôm nay cũng có một ít bông cải. Vì khi mình hầm nhiều rau củ quả vô nó sẽ rất là ngon. Cho nên món của mình hôm nay là món rau củ quả. Hạt. Rồi khâu cuối cùng là mình sẽ cho gà vô. Và đây là khâu cuối cùng. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình đợi cho nó sôi thêm một dạo nữa thì mình sẽ lấy ra cho nó đủ chín. Đợi khoảng 10 phút nữa. Rồi như vậy là cái món hầm của mình nó đã hoàn tất. Nó sôi một lần nữa như vậy thì mình đã tắt bếp được rồi đó các bạn. Giờ chơi ra đĩa. Mình có thể cho vô một ít hành lá để nó tăng cái hương vị. Rồi tiếp tục mình cho ra dĩa, ra tô nha các bạn. Rồi hôm nay mình đã hoàn tất. Mình đã hoàn tất một món gà hầm đậu rau củ. Ở đây mình có khoai tây, củ cải trắng, củ cải đỏ, đậu đậu nành tươi lấy hạt và cánh gà chay. Món chay thuần khiết này mình có thể chế biến nó rất là đơn giản. Trong nhà mình có đám giỗ hay hoặc là mình muốn đãi cho người thân ăn chay của mình, bà con tới gia đình chơi đãi một bữa cơm chay đơn giản. Mình làm món này cũng rất là ngon và hấp dẫn để đãi. Nó là cánh gà chay rất là ngon. Dù gì thì thế giới bây giờ cũng đã khuyến cáo cho mọi người nên ăn chay. Ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì lòng nhân ái, ăn chay vì đạo đức. Bởi vì động vật nuôi bây giờ không còn an toàn nữa rồi các bạn ơi. Nên mình có lời khuyên mọi người nên quay đầu lại ăn chay. Và đây là miếng đậu hũ tươi, mình luộc cùng chung với món hầm. Rất là ngon, hấp dẫn, phải không các bạn? Rồi mời mọi người cùng thưởng thức món chay thuần khiết của gia đình mình. Rất là ngon.